sắc vóc hai tần Á hậu. Á hậu 1 Trịnh Thùy Linh và Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng khẳng định sát cánh cùng tân hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, làm nên nhiệm kỳ thành công của top 3 hoa hậu Việt Nam 2022. Sau đêm đăng quang, hai Á hậu chia sẻ niềm hạnh phúc và không quên ý thức trách nhiệm với danh hiệu trong hành trình mới. Được truyền cảm hứng từ Đỗ Thị Hà, nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân Trịnh Thùy Linh đăng quang ngôi vị Á hậu 1 hoa hậu Việt Nam HHVN 2022. Cô sở hữu chiều cao trên 1m70, hình thể ấn tượng với số đo 3 vòng lần lượt 87, 58, 95 giúp Thùy Linh lọt top 3 để cử người đẹp biển. Trong phần thi người đẹp nhân ái, Thùy Linh thực hiện dự án Người mang hạnh phúc. Thông qua dự án nhân ái này, cô hy vọng có thể lan tỏa rộng rãi hơn câu lạc bộ, CLB, chụp ảnh cưới miễn phí cho các đôi khó khăn và người khuyết tật, từ đó có thể mang hạnh phúc và thực hiện được ước mơ của nhiều người hơn. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong sau đêm chung kết toàn quốc, Trịnh Thùy Linh vẫn nhớ như in khoảnh khắc được gọi tên cho ngôi vị Á hậu 1. Sự bất ngờ và hạnh phúc vỡ òa khiến Thùy Linh mất vài giây để định hình. Thùy Linh hé lộ, một ngày sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022, cô ý thức phải nỗ lực hơn rất nhiều để xứng đáng với danh hiệu. Tôi hào hứng với cuộc sống mới, có những trải nghiệm mới mẻ và thú vị, Thùy Linh cho biết. Tân Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 luôn trân quý quãng thời gian tham gia cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam 2022 là cơ hội để nữ sinh quê Thanh Hóa bước khỏi vùng an toàn. Thùy Linh khẳng định sẽ phát triển bản thân thật nhiều màu sắc hơn trên cương vị Á hậu 1. Cô sẵn sàng trải nghiệm, thử sức trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc nếu phù hợp. Á hậu 1 mong muốn đem đến hình ảnh nhiệt huyết, năng động, tự tin, có sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan, tràn trề năng lượng tích cực. Vẽ, múa hát và nấu ăn là những sở thích của Thùy Linh. Là con một trong gia đình có bố mẹ đều là viên chức nhà nước, Trịnh Thùy Linh luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ gia đình. Bố mẹ ủng hộ và luôn lắng nghe tôi, kể cả trong việc học lẫn quyết định đi thi hoa hậu, Thùy Linh kể. Trong đêm chung kết, nhiều người thân tập trung tại nhà Thùy Linh để cổ vũ cô qua truyền hình. Mẹ của Trịnh Thùy Linh cùng một số người thân có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu Phú Thọ, đồng hành với con trong đêm thi quan trọng. Trong cuộc giao lưu với Tiền Phong sau đêm chung kết, Thùy Linh xúc động chia sẻ niềm vui trong vòng tay mẹ. Tự nhận mình là người hiền lành, có đôi chút rụt rè, Linh từng đắn đo rất nhiều trước khi gửi hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô là một trong số những thí sinh nộp hồ sơ cuối cùng và chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị hành trang đến với cuộc thi. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 hạnh phúc vì nhận thấy bản thân trưởng thành hơn nhiều Hoa hậu Việt Nam 2022. Tôi tự hào vì hành trình đã qua và muốn thể hiện mình nhiều hơn, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội, Linh nói. Trịnh Thùy Linh có nhiều điểm chung với Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Cô là đồng hương của Đỗ Thị Hà và học cùng trường đại học với Hoa hậu Việt Nam 2020. Trịnh Thùy Linh cho biết thành công của Đỗ Thị Hà góp phần truyền cảm hứng và là động lực để cô tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cho thanh xuân đáng nhớ. Á hậu 2 Lê Nguyễn Ngọc Hằng sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 81, 57, 88, là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình liên kết Đại học Western Sydney. Sau khi dừng chân tại top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Ngọc Hằng mong muốn viết tiếp hành trình thanh xuân tại Hoa hậu Việt Nam 2022. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Ngọc Hằng mạnh dạn đặt mục tiêu vào top 3 chung cuộc. Tôi luôn đặt ra mục tiêu và cố gắng hết mình để thực hiện nó. Không đăng quang hoa hậu cũng không phải là điều làm tôi thất vọng. Cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều cơ hội, Ngọc Hằng nói. Ngọc Hằng đạt IELTS 6 từ thời phổ thông, bên cạnh đó có thể giao tiếp cơ bản tiếng Nhật và tiếng Hàn. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 năng nổ trong các hoạt động xã hội. Cô từng là thành viên dự án phi lợi nhuận hướng về người cao tuổi The Elderly of Sài Gòn, thành viên tại VLCL Center, dự án hướng nghiệp và chia sẻ kỹ năng ứng tuyển đến nhân tài trẻ trên thị trường lao động Việt Nam và quốc tế. Tự nhận là người nhiều năng lượng, tích cực, vì vậy đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng có thể truyền cho các thí sinh khác năng lượng tích cực, cùng nhau chinh phục ngôi vị cao nhất. Cô luôn quan niệm tinh thần đóng vai trò quan trọng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bởi nếu tinh thần đi xuống kết quả sẽ không tốt. Về nhược điểm, Ngọc Hằng cho rằng bản thân còn ít trải nghiệm cuộc sống, kỹ năng nói trước đám đông. Bên cạnh được đề cử vào top 3 người đẹp tài năng, Ngọc Hằng được gọi tên vào top 3 người đẹp thể thao và top 18 người đẹp nhân ái. Với thành tích xuất sắc khi chạy cự ly ngắn, Ngọc Hằng ghi tên mình vào top 3 người đẹp thể thao.
Trong phần thi Người đẹp nhân ái, Ngọc Hằng và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng thực hiện dự án Mái ấm chúc từ, dự án giúp đỡ những bà mẹ đơn thân lầm lỡ, tự mang, nuôi dưỡng những đứa trẻ không nơi nương tựa. Ngọc Hằng cho rằng mục đích tìm thêm việc làm cho các mẹ bầu giúp họ nuôi chính bản thân, nuôi con và giảm bớt gánh nặng cho các sư cô ở mái ấm chúc từ. Nhà báo Lê Xuân Sơn, trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban giám khảo nhận định, dự án mái ấm chúc từ của Ngọc Hằng và Thanh Thủy thực hiện dự án không hề dễ dàng bởi các cô gái còn trẻ và phải thấu hiểu cảnh đời để chia sẻ với những bà mẹ đơn thân. Các bạn thể hiện được sự chân thành, tự nhiên và có những cử chỉ ấm áp tình người, đấy là điều tốt đẹp, nhà báo Lê Xuân Sơn nói. Trước đêm chung kết, Ngọc Hằng chia sẻ, trải qua hành trình học tập tại Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đã dần trưởng thành, thay đổi nhiều so với thời điểm mới bước chân vào cuộc thi. Sự tự tin, trưởng thành của Ngọc Hằng được chứng minh khi cô trở thành Á hậu hai Hoa hậu Việt Nam 2022.